À, thưa các bạn, mình hoàn thiện xong một cái đơn cho anh khách chế chế thuyền dài 6 mét nha, 6-7 mét gì đó. Cái này 3 kW các bạn. Dây nó cực kỳ lớn luôn. Mình ngồi mình hàng khoảng gần hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ từ trưa tới giờ. Không biết làm sao cho nó dính lại hàng. Nói chung sau khi hàng nói chung xong rồi các bạn. Nhưng mà hàng hơi cực, dây nó rất là lớn. Và dây mình phải tìm đúng đủ loại, đúng cái loại 3 kW đó, rất là cứng và dày to đó, để đủ tải. Ok, cái này thì rất đặc biệt nha các bạn, có rất là nhiều điều đặc biệt về cái này luôn á. Thì một trong những điều đặc biệt nhất á là tua nó được cực kỳ cao luôn á. Rất cao nha, 4.600. Tua cao một phần là do cái bo này, bo xịn, bo 3 kW. Lúc trước mình ráp cái bo 2 kg thì nó không đạt 4.600 nha, nó đạt 4.300. Trước mình có làm một video test sơ bộ khi mà nó về á. Cái này là cái chính thức nha. Điều đặc biệt thứ nhất là tua rất là cao nha. Thứ hai là khi ở tốc độ chậm nhất có thể. Chậm nhất có thể nha. À, cái lực kéo rất là lớn à, nó giật cả ha. Ở tốc độ chậm nhất có thể này nè. Các bạn dùng hai tay ghì cũng không có nổi nha. Nó khác rất là nhiều những cái sạc khô 3 kW thông thường. Những cái thông thường á, thứ nhất là tua nó không được cao lắm. Thứ hai là ở tốc độ chậm nhất có thể, các bạn dùng hết sức hai tay các bạn ghì, khả năng nó sẽ khựng luôn nha. Còn cái này thì không khựng nổi. Bây giờ một tay mình quay rồi một tay mình test, nhưng mà hôm bữa đó mình cũng tò mò, mình cũng test lần rồi tại sao nó tua cao như vậy mà không biết nó khỏe hay không, nhưng mà cuối cùng thì nó rất là khỏe luôn đó nha, cực kỳ khỏe đó. Cái này thì mình bán, mình về 4 cái, mình chừa lại 1 cái để mình kéo hệ tuần hoàn nha. Mình làm một hệ tuần hoàn, mình kéo nó, mình dùng nó kéo 3 kW, tua cao nhưng mà nó ăn dòng cũng rất là tiết kiệm á, ăn dòng cũng khá là tiết kiệm, cực kỳ mạnh nha. Cốt lớn, cốt phi 25. Cái này thì chế xe điện 4 bánh, tải cao vẫn ngon nha, chế thuyền vẫn ngon, cái gì cũng ngon hết. Nói chung tua cao khỏe, chế cái gì cũng ngon. Thì những cái 3 kW này nè, những hàng Trung Quốc đó các bạn, nó nhỏ lắm, nó chỉ bằng hơn phân nửa thôi. Nhưng mà giá trên thị trường là đang là 4.850.000 là rẻ nhất nha các bạn, hàng Trung Quốc nha, hàng nhập từ Trung Quốc về. Bạn không tin thì cứ tra Shopee nha. Cho nên cái này mình bán nó giá nó sẽ cao hơn thông thường một chút, tại vì thứ nhất nó là hàng Nhật Bản, và thứ hai là rất là ngon, tua cao. Tua của những cái kia không bằng nha các bạn, tua những cái kia tầm 2.500-2.800 nha, còn cái này 4.600 chứ. Cái này bạn nào chế máy CNC á, làm cái trục chính cũng rất là ngon nha, trục chính ha. Trục chính thì có thể kéo qua một cái hệ thống pulley có tỷ lệ 1:2 hay 1:3 gì đó để dùng cho phay hay là khoan phay cắt các kiểu nha, vẫn ngon, rất ngon, chạy êm ru, chạy êm ru nha. Mình để cho nó hơi rung á, cơ bản thì rất là êm, cái âm thanh hoặc là cái độ nó êm hơn rất là nhiều những cái spin đồ mà chạy 220 đó, chạy biến tần đó, nó hú ghê lắm, con này không hú. Và IC đảo chiều các bạn, đảo chiều hoàn chỉnh nha, đảo chiều bấm 2 giây, 1 2 đảo chiều, chiều nào vẫn quay bình thường nhé,
động cơ 3 pha không đổi than, không có liên quan chiều các bạn. Chiều nào cũng ra lực lớn. Này cứ bấm đi. Bạn cứ bấm. Nó cứ đảo chiều liên tục nha. Rất là tiện lợi. Xe thì cũng khá là tốt. Mình chỉ mới nhập gần đây thôi. Đợt này là đợt thứ hai. Đợt trước ngon quá thấy nhập tiếp. Chứ không ngon thì mình cũng ngưng. Đơn của anh khách. Đơn này thì mình ráp luôn cái 3kW cho nó ngon nhất có thể. Và mình đang chạy cái này áp rất thấp các bạn. Áp không cao nha. Đó. Áp mình chạy qua một cái tăng áp thì nó cũng gần, nó đạt maximum của cái động cơ rồi đó. Đó cho nên là nó ra hết công suất của nó thì các bạn chạy nó rất là tốt, khỏe. Ok, đây là cũng là đơn gửi anh khách. Cảm ơn anh ủng hộ số.